Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chào toàn thể anh chị em ở khắp mọi nơi trên thế giới đang theo dõi Hội Thánh Nhà Muôn Dân qua fanpage. Xin Chúa ban phước cho anh chị em thật dư dật và dồi dào trong buổi sáng ngày hôm nay và đem lại phước hạnh cho anh chị em qua sứ điệp. Chính là lời của Đức Chúa Trời khiến có thể thay đổi và làm biến chuyển đời sống và hóa giải tất cả những nan đề trong đời sống của mỗi một chúng ta. Sứ điệp ngày hôm nay mà tôi đem đến cho quý vị là làm thế nào để chăm sóc chính đời sống của mình. Làm thế nào để chúng ta có thể chăm sóc chính mình? Đây là một câu hỏi nhưng cũng là chủ đề của sứ điệp mà tôi muốn đem đến cho tất cả anh chị em trong buổi sáng ngày hôm nay. Tầm quan trọng của nó rất lớn lao, bởi vì nếu chúng ta không chăm sóc chính mình, chúng ta chẳng những không thể đứng vững mà còn không thể chăm sóc người khác. Bởi vậy chúng ta cần phải để ý đến đời sống tâm linh của mình trước hết. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta ích kỷ, nhưng đây chính là cách để cho chúng ta có thể sống một đời sống hiệu quả. Giống như trên máy bay vậy đó, nếu có điều gì bất trắc xảy ra thì người tiếp viên luôn nói với hành khách rằng hãy chăm sóc chính mình trước, hãy đeo mặt nạ dưỡng khí cho mình trước rồi mới có thể lo cho những trẻ em đi cùng. Đây cũng là cách mà chúng ta cần phải có và ý thức được trong đời sống tâm linh của mình. Tôi xin cùng với anh chị em đọc lại câu Kinh Thánh học thuộc lòng trong buổi sáng hôm nay. Ở trong Timothy nhì chương 2 câu thứ nhất, câu thứ hai. Nếu anh chị em có Kinh Thánh hãy cùng tôi mở ra và chúng ta hãy đọc lại câu Kinh Thánh này một lần nữa, để rồi chúng ta sẽ thấy được đây không những là điều mà chúng ta cần nghe, nhưng đây cũng có thể nói rằng là mạng lệnh của Chúa. Kinh Thánh chép: vậy hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Giêsu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Cảm ơn Chúa vì hai câu Kinh Thánh này. Vậy chúng ta cần nên hiểu rằng ân điển là gì. Thứ hai, cậy ân điển để làm mạnh mẽ cho mình như thế nào. Và điều thứ ba, ích lợi của một đời sống mạnh mẽ với cái quá trình phục vụ Chúa hay phục vụ người khác của chúng ta là như thế nào. Vậy ân điển là gì thưa anh chị em? Chúng ta hãy nhìn vào trong Ê-phê-sô chương 2 câu 8 và trong Tít chương 2 câu 11 đến 14 để chúng ta hiểu một chút xíu về ân điển. Trong Ê-phê-sô chương 2 câu 8, ấy là Kinh Thánh chép: chúng ta được cứu là bởi đức tin nhờ ân điển của Chúa Giêsu Christ. Đây không phải là việc làm của chúng ta, nhưng đây chính là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta có thể hiểu rằng ân điển chính là sự ban cho. Đó là sự ban phước của Chúa, sự cung ứng của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa dành cho tất cả mọi người mà những người đó không xứng đáng để nhận. Tôi xin nhắc lại, ân điển là sự ban cho, sự ban phước, sự cung ứng, sự cứu chuộc của Chúa dành cho tất cả mọi người mà những người được nhận đó không xứng đáng để nhận. Đấy gọi là ân điển. Chúng ta có thể đọc rõ thêm ở trong sách Tít chương 2 câu 11 đến câu 14 được chép như sau: và ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chưa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian,
phải sống ở đời này theo tiết độ công bình, nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta là một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về việc lành. Câu này thì cho chúng ta thấy rõ hơn cái định nghĩa hay cái tác dụng của ân điển. Vậy thì Kinh Thánh chép ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày ra rồi. Và ân điển ấy giúp chúng ta hay dạy chúng ta chưa bỏ sự không tin kính, sự tình dục của thế gian, tất cả những sự kiêu ngạo của đời, mê tham của mắt, đam mê của xác thịt, gọi là tình dục thế gian này, cần phải được loại bỏ đi, chưa bỏ đi. Và chỉ có ân điển Đức Chúa Trời mới có thể giúp chúng ta được. Và thứ hai là sự không tin kính. Sự không tin kính ở đây nói về sự không nhận biết Đức Chúa Trời và sống một đời sống luân tuột, chối bỏ những giáo huấn của Ngài, khiến cho chúng ta bị hư mất đời đời. Và cũng một lần nữa, chính ân điển mới có thể giúp chúng ta chừa bỏ được cái điều này, trừ bỏ được điều này ra khỏi tấm lòng của chúng ta. Vì Chúa đời này đã lùa tất cả nhân loại này sống một nếp sống trong tình dục thế gian và sự không tin kính, để rồi cuối cùng đem con người ta vào cõi hư mất đời đời. Câu hỏi tiếp theo, vậy thì chúng ta tìm thấy ân điển ở đâu? Cũng trong sách Tít chương 2 câu 11 đến 14 cho chúng ta biết ân điển ở đâu. Ân điển ở cứu Chúa của chúng ta là Chúa Giêsu Christ, tất cả ở trong Ngài. Và chính xác hơn là trong công tác thập tự giá của Ngài. Tại chính thập tự giá chúng ta tìm thấy ân điển. Chúa Giêsu của chúng ta đã bị đóng đinh vào lúc 3 giờ chiều, và có thể nói rằng Ngài đã sống lại lúc 3 giờ sáng Chủ nhật. Đây là những gì theo Kinh Thánh Matthew chương 28 nếu chúng ta đọc sẽ thấy. Trong những lúc mà Ngài bị đóng đinh thì Ngài đã có 7 cái nơi Ngài đã đổ huyết ra. Và trong lúc trước khi đóng đinh thì có 5 lần để đổ huyết của Ngài. Trong khi Ngài đóng đinh thì Ngài chịu rất nhiều những đau đớn, rất nhiều những điều sỉ nhục, rất nhiều những điều đau thương, kể về mặt tâm hồn lẫn thể xác. Và sau 6 tiếng đồng hồ, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều thì Chúa Giêsu tắc hơi. 3 giờ chiều ngày thứ 6 chính là thời điểm Chúa Giêsu tắc hơi. Và Kinh Thánh ghi nhận đến 3 giờ sáng ngày Chủ nhật, tức là ngày thứ nhất trong tuần, khi Kinh Thánh ghi lại vào thời đó, thì Chúa Giêsu chúng ta sống lại. Và Ngài ở với các môn đồ 40 ngày. Sau 40 ngày đó thì Ngài được thăng thiên trước mặt các sứ đồ và được cất lên trời. Đây là những gì Kinh Thánh đã ghi. Đây là những gì mà phúc âm của các sứ đồ đã rao giảng hơn 2.000 năm qua cho hàng tỷ người trên trái đất này. Và nhờ ân điển trong sự chết của Ngài, trong những gì Ngài chịu trên thập tự giá, mà hàng tỷ cuộc đời đã được biến đổi. Hàng tỷ cuộc đời đã được chưa bỏ sự không tin kính, sự không nhận biết Đức Chúa Trời, để trở lại cùng Ngài, hòa thuận với Ngài, và nếp sống đầy dẫy những tình dục xấu xa ô uế của thế gian đã bị tẩy sạch. Cho nên ở đây chúng ta thấy, chúng ta tìm thấy ân điển của Chúa ở trong công tác thập tự giá của Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu đã chịu những điều đau đớn đó để rồi ân điển được rải xuống cho nhân loại, ân điển được ban cho tất cả mọi người một cách nhưng không. Những người không xứng đáng, những tội nhân không xứng đáng,
những con người đáng lý ra phải chết vì tội lỗi của mình, thì ngày hôm nay tìm thấy sự cứu giúp, sự ban cho, sự ban phước một cách lạ lùng do công tác thập tự giá của Chúa Giêsu. Nói một cách dễ hiểu hơn, Ngài đã trả để chúng ta không phải trả cho những lỗi lầm của mình. Ngài đã chết để chúng ta không phải chết. Ngài đã chịu những đau thương để chúng ta không phải chịu những đau thương. Ngài đã chịu những sỉ nhục ruồng bỏ để chúng ta không phải chịu những sỉ nhục ruồng bỏ. Ngài đã chịu những đói khát để chúng ta được no đủ. Ngài đã chịu nghèo khó để chúng ta được giàu có. Ngài đã chịu những sự bất an phiền muộn để chúng ta được bình an và vui mừng. Ngài đã chịu đòn roi để cho chúng ta được lành bệnh trong thân ta. Cho nên tôi mới nói với anh chị em rằng chúng ta tìm thấy ân điển ở trong ba điều, và ba điều này nằm ở trong công tác thập tự giá của Chúa. Thưa anh chị em, đó là huyết Chúa, lời Chúa và danh của Chúa. Tôi xin nhắc lại, chúng ta hiện nay sẽ tìm thấy ân điển mà Chúa Giêsu đã thực hiện trên thập tự giá ở trong ba điều: trong huyết Chúa, trong lời Chúa và trong danh Chúa. Bởi vậy, trở lại với câu kinh thánh gốc mà chúng ta đọc ngày hôm nay: hỡi con, hãy cậy ân điển mà làm cho mình mạnh mẽ. Như vậy chúng ta sẽ tìm thấy sức mạnh thuộc linh, sẽ tìm thấy sự khích lệ, sẽ tìm thấy sự cứu giúp, sẽ tìm thấy sự ban cho, sẽ tìm thấy sự ban phước, sẽ tìm thấy nhiều điều an ủi ở trong huyết Chúa, lời Chúa và trong danh của Chúa. Đầu tiên, tôi xin nhắc nhớ anh chị em, trong Dân Nhất chương 1 có nói rất rõ ràng về tác dụng của huyết của Chúa. Tác dụng huyết của Chúa rất là màu nhiệm. Và trong Dân Nhất ghi lại rằng nếu chúng ta xưng tội của mình thì Ngài là đấng thanh tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Đây chính là tác dụng của huyết Chúa Giêsu. Huyết Chúa Giêsu trước hết có tác dụng làm sạch tội lỗi bề trong của chúng ta, khiến cho chúng ta được tha thứ, tẩy sạch hoàn toàn, xóa sạch hoàn toàn, chứ không phải huyết các con vật ngày xưa chỉ có che đậy tội lỗi thôi. Nhưng huyết của Chúa Giêsu được Kinh Thánh gọi là huyết báu. Kinh Thánh gọi huyết Chúa Giêsu là huyết báu. Đây là một từ duy nhất, đây là một chỗ, một cái loại huyết duy nhất mà Kinh Thánh gọi là huyết báu. Chỉ có huyết con Đức Chúa Trời gọi là huyết báu mới có thể xóa sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Kinh Thánh chép mọi tội lỗi phải bởi huyết mới được xóa sạch. Mà ở đây Kinh Thánh gọi là huyết báu của con Đức Chúa Trời. Chính huyết đó, thưa anh chị em, làm cho tội lỗi chúng ta từ quá khứ, hiện tại đến tương lai được xóa sạch, và lương tâm chúng ta được tạo dựng nên mới, linh của chúng ta được tẩy sạch lên mới, tâm hồn của chúng ta được cảm thấy bình an, vui mừng và hưởng những phước hạnh của một đời sống công chính. Tất cả những điều này là bởi huyết Chúa. Chúng ta có thể đọc thấy nữa ở trong Phi-rơ nhất chương 1 câu 18-19 được chép như sau, thưa anh chị em. Nếu anh chị em có Kinh Thánh, hãy dõi theo tôi, bởi vì những điều này khiến cho chúng ta nhận lấy ân điển. Câu 18-19 Phi-rơ nhất chép như sau: vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự không ăn ở, khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu của Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vết, đã định sẵn từ trước buổi sáng thế và hiện ra cuối các thời kỳ vì cớ anh em. Đây chính là câu Kinh Thánh khẳng định lại rằng nhờ huyết báu mà chúng ta đã được chuộc khỏi không những tội của mình
mà bởi những sự ăn ở không ra chi của tổ phụ truyền lại cũng được huyết báu Chúa Giêsu xóa sạch. Xóa sạch. Đây là một điểm tôi muốn tất cả ông bà chị em hãy ghi nhận và ghi nhớ trong đời sống của mình. Bởi vì tôi nói lại với anh chị em rằng, nếu không có huyết báu của Chúa Giêsu, chúng ta không có cách gì có thể đến gần Đức Chúa Trời để mà cầu nguyện, để mà nài xin, để mà làm bất cứ điều gì để mua được lòng thương xót của Chúa Trời. Ngài sẽ không nghe chúng ta đâu. Ngài sẽ không thể nghe tiếng kêu cầu của chúng ta nếu không có huyết của Chúa Giêsu để làm sạch mọi tội chúng ta. Điều đó được khẳng định trong Ê-sai chương 59. Không phải tay của Đức Giê-hô-va bị nặng, không phải tay của Đức Giê-hô-va ngắn mà không cứu được, nhưng bởi tội ác các ngươi đã ngăn cách các ngươi khỏi Ngài. Cho nên thưa ông bà chị em, chính nhờ dòng huyết đã đổ ra của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà tội chúng ta đã được xóa sạch, để rồi chúng ta được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, để rồi chúng ta có thể đến gần Ngài, cầu nguyện với Ngài và nhận được câu trả lời. Đó gọi là ân điển đấy anh chị em. Đây là ân điển. Ân điển diệu kỳ, ân điển nhân không, ân điển tuyệt vời. Một ân điển mà chúng ta không thể mua được bằng bất cứ giá nào trên cõi đời này. Ân điển này là bởi tình yêu của Đức Chúa Cha mà đã gửi con của Ngài là Jesus Christ để đổ huyết trên thập tự giá. Huyết máu này chảy ra và mọi ngăn trở giữa con người tội lỗi với một Đức Chúa Trời rất thánh đã bị dỡ bỏ. Thưa anh chị em, Kinh Thánh còn chép trong Hebrew rằng huyết báu của con Đức Chúa Trời nói tốt hơn huyết của A-bên. Tại sao nói tốt hơn? A-bên cũng là một người dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời. Ông không làm gì tội lỗi cả, nhưng ông bị giết bởi Ca-in là anh của mình, và máu đó đã đổ xuống đất, và Kinh Thánh chép rằng máu đó vẫn còn nói đến ngày hôm nay. Nhưng huyết báu của Chúa Giêsu nói tốt hơn huyết của A-bên. Tại sao? Tại vì huyết của A-bên là nói về sự báo thù. Huyết của A-bên ngày đêm kêu vang sự báo thù và thấu đến tận Đức Chúa Trời và khiến Ngài phải xử giữa Ca-in và A-bên. Nhưng huyết của con Đức Chúa Trời không phải là huyết báo thù. Huyết của con Đức Chúa Trời là huyết ban cho sự sống. Huyết con Đức Chúa Trời là huyết của sự tha thứ, huyết của tình yêu, huyết của sự biện hộ cho tất cả mọi người ở trước mặt Đức Chúa Trời. Thậm chí cả những người lao ở để giết Ngài, thì chính con Đức Chúa Trời vừa đổ huyết trên mình, vừa nói rằng: Lạy Cha, hãy tha thứ cho họ, bởi họ không biết điều họ làm. Anh chị em thử tưởng tượng, chính giây phút những người lính La Mã lấy cái đinh đóng vào tay của Chúa, đóng vào chân của Chúa, và huyết đó vọt lên, phủ lên mặt, lên người của họ. Và con Đức Chúa Trời đã nói rằng: Lạy Cha, hãy tha thứ cho họ, bởi họ không biết điều họ đang làm. Cho nên thưa anh chị em, huyết Chúa Giêsu vẫn đang nói. Huyết Chúa Giêsu ngày đêm vẫn đang nói. Ngài nói những lời biện hộ cho chúng ta, Ngài nói những lời cầu thay cho chúng ta, y như trong Hebrew nói, Ngài ngự bên hữu Đức Chúa Cha để cầu thay cho chúng ta. Mỗi ngày Ngài vẫn đang cầu thay cho chúng ta bởi cớ những tội lỗi, những lỗi lầm mà chúng ta phạm phải, để chúng ta được tẩy sạch, được tẩy sạch, được tẩy sạch. Anh chị em tưởng tượng như một chiếc áo bị vấy bẩn và phải cần xà phòng để giặt sạch những vết bẩn của nó. Thì chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta đi lại trong thế giới này, chúng ta có thể vô tình hoặc cố ý bị vấy bẩn bởi những tội lỗi của thế gian này, bởi những môi miệng, bởi những ý nghĩ bất khiết, bởi những hành động bộc phát bất khiết. Chúng ta cần huyết con Đức Chúa Trời để tẩy sạch, để rồi một lần nữa chúng ta có cơ hội được đến gần Đức Chúa Cha, và mỗi thông công của chúng ta với Đức Chúa Trời không bị gián đoạn. Cho nên thưa anh chị em, điều này cực kỳ quan trọng.
Đây tôi gọi là tác dụng của huyết bề trong đối với con người bề trong của chúng ta. Cho nên chúng ta hãy áp dụng điều này thường xuyên. Tôi xin khuyên anh chị em rằng, ngay khi lương tâm của anh chị em mình có một điều gì đó nói rằng mình đã sai lầm rồi, mình đã phạm lỗi rồi, tôi khuyên anh chị em hãy ngưng lại ngay tất cả mọi việc. Dù đó anh chị em đang làm gì, đang đi xe, đang học tập, đang làm việc, thậm chí đang phục vụ Chúa, hãy ngưng lại và nói rằng: Cha ơi, hãy tha thứ cho con. Con xin hứa Đức Chúa Trời, hãy biện hộ cho con. Con xin hứa báu của Chúa Giêsu, hãy phủ bao con và rửa sạch con giờ này. Anh chị em lại được tha thứ căn cứ theo Giăng chương 1 mà anh chị em vừa đọc. Nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha thứ mọi tội cho chúng ta. Chúng ta hãy xưng tội mình. Đây là cách chúng ta vận dụng ân điển để làm mình mạnh mẽ. Anh chị em biết không, tội lỗi chính là thuốc độc cho tâm hồn. Tội lỗi chính là thuốc độc để gây ra những ung nhọt bên trong đời sống tâm linh. Tội lỗi không có thể không giết chết chúng ta lập tức, nhưng nó gây lên những ung nhọt, những ung thư thuộc linh bên trong một cách âm thầm, và làm cho chúng ta sa bại vào một thời điểm nào đó mà chúng ta không lường trước được. Cho nên hỏi anh chị em, hãy xử lý tội lỗi ngay tức thì, ngay khi lương tâm, ngay khi Thánh Linh nhắc nhở. Anh chị em hãy dừng lại và xử lý tức thì bởi sự ăn năn và áp dụng huyết của Chúa Giêsu. Đây chính là cách chúng ta làm cho mình mạnh mẽ, mạnh mẽ luôn luôn. Tôi xin nhắc lại cho anh chị em vì điều này cực kỳ quan trọng. Ấy là hãy ăn năn, hãy xưng tội và dùng huyết báu của Chúa Giêsu rửa sạch ngay lập tức khi Đức Thánh Linh nhắc rằng anh chị em mình đã phạm một sai lầm. Đây chính là cách làm cho mình mạnh mẽ bởi huyết Chúa Giêsu. Tuy nhiên, huyết Chúa không chỉ có tẩy sạch bề trong đó anh chị em. Huyết Chúa còn có tác dụng bên ngoài chúng ta nữa. Huyết Chúa còn đánh dấu lên chúng ta rằng là chúng ta thuộc về Chúa Giêsu, chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Giống như anh chị em đánh dấu những tài sản của mình như thế nào, thì Đức Chúa Trời đánh dấu con cái của Ngài trên đất này bằng huyết báu của con Ngài như vậy. Anh chị em nhớ câu chuyện khi dân Do Thái ra khỏi Ai Cập, và Đức Chúa Trời đã định rằng đêm đó Ngài sai ác thần đến để giết tất cả con trưởng nam ở trong xứ sở Ai Cập, kể cả hoàng tử của Pharaoh. Thì Ngài đã truyền lệnh cho Môi-se và Aaron là một điều cực kỳ là quan trọng, đó là hãy dùng con chiên sinh tế đó để lấy huyết mà bôi lên ngạch cửa, và khi ác thần đi qua, nhìn nhà nào có huyết thì không đi vào nhà đó. Đây chính là hình ảnh mà chúng ta có thể hiểu về sự bảo vệ của huyết Chúa Giêsu cho các con cái của Ngài ngày hôm nay. Ngày hôm nay Đức Chúa Trời đã dùng huyết của con Ngài là Giêsu Christ, huyết báu đó bôi lên mọi chúng ta. Cho nên những ác thần, những bệnh tật, những đau yếu, những nghèo đói, rủa xả hay tất cả mọi điều trong thế gian này mà người thế gian này phải chịu thì con cái Đức Chúa Trời được thoát khỏi. Dịch lệ chăng, đau đớn chăng, khủng hoảng chăng, bệnh tật chăng, tất cả mọi điều đang xảy ra cho tất cả mọi người trên thế giới chăng, anh em đừng sợ. Bởi vì nó sẽ không đụng đến cuộc sống của anh em được đâu, nếu trên anh em có huyết báu của Chúa Giêsu. Đây là cách. Tôi có thể kể cho anh em một lời chứng hết sức khích lệ về tác dụng bề ngoài của huyết Chúa Giêsu. Đã từ lâu rồi, tôi nghe một lời chứng của một người chị em khi đi về quê để thăm nhà. Người chị em này đã tin Chúa rồi, đã tái sanh rồi, đã rất yêu mến Chúa rồi,
nhưng người nhà thì chưa. Cho nên khi về nhà thì mẹ của cô hay thích đi xem bói. Và một lần nọ thì dẫn cô ấy đi xem bói cùng. Và vì nể mẹ cho nên cô cũng nhận lời để chở mẹ đi cùng. Và hai mẹ con khi vừa mới bước vào nhà bà thầy bói đó thì ở trong nhà bà ấy la lên. Bà nói bà thì vào được, còn cái cô kia hãy đi ra, đi ra xa ngoài kia, đừng có vào đây. Và bà mẹ ngạc nhiên mà hỏi tại sao. Thì bà thầy bói nói không, không được đâu, vì trên mình của cô ấy toàn là máu không, tôi sợ lắm, tôi ngại lắm, đi, đi ra, đi ra, tôi sợ cái lớp máu này, kinh khủng quá. Và cô gái phải đi ra ngồi để đợi, còn mẹ mình đi vào xem bói. Anh chị em thấy không, quyền lực của Satan trong linh giới, nó nhìn thấy, nó nhìn thấy điều gì đang đánh dấu trên đời sống anh chị em. Nó nhìn thấy cái áo nào đang phủ trên anh chị em, cái áo bằng huyết máu của Chúa Giêsu đang phủ trên anh chị em. Đó là chiếc áo an toàn nhất. Chiếc áo đó sẽ giúp anh chị em an ninh trong cái thế giới bất kính này, trong cái thế giới đầy những ô uế và tình dục thế gian này, để cho chúng ta có thể sống một đời sống nên thánh, sống một đời sống tiếp cận gần gũi và nhận lấy nhiều điều trợ giúp từ Đức Chúa Trời. Hỡi chị em, hãy áp dụng huyết báu của Chúa Giêsu trên đời sống mình mỗi ngày. Điều thứ hai mà tôi muốn nói như thế này, đấy là còn cần phải áp dụng lời của Chúa. Như anh chị em biết rồi đó, lời của Chúa là sự sống cho tâm linh con người. Chúa Giêsu đã từng nói, lời ta phán cho các ngươi ấy là linh và sự sống. Lời của Chúa cực kỳ quan trọng. Cho nên ở đây tôi xin nhắc lại, lời của Chúa là thức ăn cho linh hồn của chúng ta. Chúng ta phải đọc nó mỗi ngày, phải suy ngẫm nó mỗi ngày. Lời của Chúa có tác dụng để giữ chúng ta khỏi sai lầm, bởi nó có thể cho chúng ta sự khôn ngoan. Hãy đọc mỗi ngày. Lời của Đức Chúa Trời có tác dụng biến đổi chúng ta, thay đổi tâm trí chúng ta, khiến chúng ta trở nên một con người ngày càng thay đổi, trở nên giống hình ảnh của Chúa Giêsu. Lời của Đức Chúa Trời có quyền năng đem lại sự chữa lành, bởi vì Kinh Thánh chép lời Ngài như thuốc cho toàn thân, ô như sức khỏe cho những ai tìm kiếm được nó. Lời của Chúa có một cái tác dụng nữa, đó là như ánh sáng cho đôi chân chúng ta, để soi dẫn mọi đường lối và mọi quyết định của chúng ta trong cuộc sống này, khiến chúng ta không sập vào những bẫy giò của Satan, của đời này đang giăng ra để gài bẫy con cái của Đức Chúa Trời. Hỡi anh chị em, hãy đọc lời của Chúa, hãy suy ngẫm lời của Chúa và hãy thực hành lời của Chúa. Lời của Chúa cực kỳ là quan trọng, và chính lời của Chúa khiến cho chúng ta nên mạnh. Lời của Chúa khiến cho chúng ta thay đổi. Anh chị em biết không, tâm trí chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi cho đến khi chúng ta đọc, suy ngẫm và làm theo lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta sinh ra ở cõi đời này, chúng ta đã bị rập khuôn theo đời này, suy nghĩ theo kiểu đời này, cho nên chúng ta sẽ không bao giờ có thể tìm kiếm được sự mạnh mẽ trong Chúa, tìm thấy được ơn trong Chúa, sự ban phước trong Chúa, sự cung ứng trong Chúa, sự cứu giúp trong Chúa, cho đến khi chúng ta được thay đổi tâm trí. Và anh em biết, đức tin chỉ đến khi chúng ta nghe lời Ngài. Và nếu chúng ta không có một tâm trí thay đổi thì làm sao chúng ta có thể hiểu đúng lời của Chúa? Làm sao chúng ta có thể tiếp nhận được lời của Chúa? Cho nên chị em, hãy dùng lời Ngài thay đổi tâm trí của mình. Và ngay sau đó anh chị em sẽ phát hiện ra rằng đời sống của mình đầy dậy đức tin. Tôi xin nhắc lại, đức tin đến chỉ bởi người ta nghe, và người ta nghe là khi lời của Đức Chúa Trời được rao ra. Thưa anh chị em, lời của Chúa cho chúng ta đức tin. Và Kinh Thánh chép, nếu không có đức tin thì không thể nào ở trên đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta cần đức tin.
Chúng ta cần đức tin để dời những ngọn núi ngăn trở trước mặt chúng ta ra khỏi. Chúng ta cần đức tin để làm những phép lạ dấu kỳ trong đời sống. Chúng ta cần đức tin để thắng những bệnh tật. Chúng ta cần đức tin để thắng những sự chết chóc, những sự đói nghèo, những sự giam hãm, những ngục tù ở trên đời sống chúng ta. Bởi vậy thưa anh chị em, đức tin đến từ lời của Đức Chúa Trời. Hãy ghi nhớ điều đó. Cho nên trong quá trình phục vụ Chúa, tôi nghiệm ra một điều rằng những cơ đốc nhân yếu đuối nhất là những cơ đốc nhân không chịu đọc lời của Đức Chúa Trời mỗi ngày. Và nói như Richard Bonnke đã nói, sai lầm lớn nhất của cơ đốc nhân là cả đời không đọc Kinh Thánh. Thưa anh chị em, nếu chúng ta là con cái của Ngài mà chúng ta không đọc Kinh Thánh thì chúng ta làm sao có thể biết được ý muốn của Chúa? Làm sao chúng ta có thể nghe được tiếng của Chúa? Làm sao chúng ta có thể có đức tin để sống đẹp lòng Chúa? Làm sao chúng ta có thể sống một đời sống tín kính và yêu Ngài, trong khi lời Ngài nói rằng hễ ai yêu mến ta thì vâng giữ lời răn của ta. Thưa anh chị em, hãy đọc lời của Ngài. Vì lời Ngài tái sanh chúng ta. Vì lời của Ngài biến đổi phần hồn của chúng ta. Vì lời của Ngài chữa lành thân thể của chúng ta. Tôi xin đọc cho anh chị em nghe một câu Kinh Thánh trong Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 23-24. Anh em đã được lại sanh chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Vì mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa trên cỏ, cỏ khô hoa rụng, nhưng lời của Chúa còn lại đời đời, và lời ấy là phúc âm đã giảng ra cho anh em. Thưa anh chị em đang theo dõi và đang lắng nghe sứ điệp này, tôi xin nhắc lại, lời của Chúa có sự sống. Duy nhất lời của Đức Chúa Trời có sự sống. Báo chí không có, tiểu thuyết không có, truyện tranh không có, nhưng Kinh Thánh là quyển sách duy nhất chứa đựng sự sống của Đức Chúa Trời. Và sự sống đó ngày hôm nay đã được rao ra. Anh chị em biết không, lời của Đức Chúa Trời là một bí mật. Nếu 2000 năm trước chúng ta không có cơ hội để có thể tiếp cận Kinh Thánh, nếu chúng ta là người ngoại đạo, nếu chúng ta là những người không phải thuộc dòng dõi Do Thái được chọn lựa, thì chúng ta không thể biết, cũng không thể hiểu, và cũng không thể có cơ hội để đọc Kinh Thánh. Nhưng chị em ơi, như tôi đã nói, ân điển của Đức Chúa Trời nằm ở trong lời của Ngài, và ân điển ấy chính là công tác thập tự giá của Chúa Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu bị treo lên thập tự giá, thân thể của Ngài đã bị tan nát, Ngài đã bị đâm, Ngài bị đánh, Ngài bị đập, Ngài bị hành hạ, và thân thể Ngài tan nát ra vì cớ chúng ta. Và Kinh Thánh chép, ngôi lời đã trở nên xác thịt ngự giữa chúng ta. Điều đó có thể nói rằng Chúa chính là lời Chúa, mà lời Chúa chính là Chúa. Thân thể Ngài tan nát có nghĩa là lời của Ngài bắt đầu được rao ra, lời của Ngài bắt đầu được truyền ra cho đến muôn dân muôn nước, cho đến tận cùng trái đất. Phúc âm bắt đầu phải được rao truyền ra, lời của con Đức Chúa Trời phải được truyền ra cho tất cả mọi người, mọi chi tộc, mọi dân tộc, mọi bộ tộc, dù già trẻ, tri thức hay không tri thức, nam hay nữ, trên tận cùng góc đất phải được nghe đến. Và anh chị em thấy không, lời đó đã được ứng nghiệm ngày hôm nay. Ngày hôm nay chỉ một smartphone ở trong tay, chúng ta đã có thể có cả Kinh Thánh trong tay. Thậm chí Kinh Thánh ở nhiều bản dịch khác nhau, Kinh Thánh ở nhiều thứ tiếng khác nhau. Chỉ trong vòng 5 phút
anh chị em có thể tiếp cận ở rất nhiều những bản dịch và những tra cứu khác nhau, những ngôn ngữ khác nhau. Thưa anh chị em, đó há chẳng phải là ứng nghiệm lời của Đức Chúa Trời hay sao? Thần thể của Chúa há chẳng phải đã tan nát ra cho muôn dân muôn nước được cứu hay sao? Cho nên thưa anh chị em, tôi xin nhắc lại, chúng ta đã được tái sanh chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát. Đó là lời hằng sống bền vững của Đức Chúa Trời. Và mọi vinh quang của loài người sẽ qua đi, mọi vinh quang của nó sẽ rụng xuống, nhưng lời đó còn lại đời đời. Và lời đó được rao ra, được truyền ra cho tất cả chúng ta hôm nay. Cho nên hỡi anh chị em, hãy đọc lời Ngài. Và ở trong Phi-rơ nhất chương 2 chép như thế này: vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian dạo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành, thì hãy ham thích sự thiêng liêng của đạo như trẻ con mới để vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rọi linh hồn. Đây là tác dụng của lời Đức Chúa Trời. Thưa anh chị em, chúng ta đã được tái sanh tâm linh, nhưng phần hồn của chúng ta đang trong quá trình phục hồi. Để cho nó có thể ở dưới sự điều khiển của phần linh, để phần hồn chúng ta là ý chí, lý trí và tình cảm, chúng ta có thể đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh, thì nó phải được cứu rồi. Hay nói nôm na, nó phải được phục hồi, nó phải được phục dựng. Và nó phục dựng bằng cách nào? Bằng lời của Đức Chúa Trời. Bởi vậy, nếu chúng ta không đọc lời của Chúa, chúng ta mãi mãi là con đỏ trong Chúa, chúng ta mãi mãi là những người Cơ Đốc nhân xác thịt, chúng ta mãi mãi là những người có thể gọi là con cái Đức Chúa Trời, nhưng sống dưới sự điều khiển của đời này và Satan và bè lũ của chúng nó. Hỡi anh chị em, hãy dành thời giờ cho lời của Chúa mỗi ngày. Hãy dành thời giờ để lắng nghe lời của Chúa mỗi ngày. Hãy dành thời giờ để suy ngẫm lời Chúa mỗi ngày. Hãy dành thời giờ để thực hành những lời dạy của Chúa mỗi ngày. Đó là cách để chúng ta thoát khỏi sự điều khiển của Satan và đời này trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Anh chị em ơi, đó có phải là cậy ân điển để làm mình mạnh mẽ hay không? Ân điển của Chúa là sự sống trong lời của Chúa. Cho nên khi chúng ta áp dụng lời Ngài vào đời sống chúng ta, ấy là lúc chúng ta cậy ân điển đó để làm mình mạnh mẽ. Tôi xin nhắc nhớ là nếu 2000 năm trước, hay nếu 500 năm trước, chúng ta đây không có cơ hội để tiếp cận Kinh Thánh mỗi ngày, nhưng ngày hôm nay ân điển đã đến. Ân điển đó đã được bày ra để mỗi một chúng ta từ mọi miền đất nước, từ mọi nơi trên thế giới đều có Kinh Thánh trong tay. Cho nên che mà, đây là ân điển, đây là món quà vô giá của Đức Chúa Trời, đây là lời hằng sống của Đức Chúa Trời đã đưa đến cho chúng ta. Chúng ta hãy áp dụng nó mà làm nên mạnh mẽ cho mình. Và điều cuối cùng tôi muốn nói đó là danh của Chúa. Danh Chúa để làm gì? Danh Chúa để bảo vệ chúng ta, danh Chúa để giúp cho chúng ta khai thống năng quyền, danh Chúa giúp chúng ta phóng ra một năng lực để có thể tiêu trừ kẻ thù trước mặt. Cho nên trong Mác chương 16 câu 15, 16, 17 nói rất rõ: những ai tin ta sẽ lấy danh ta mà trừ quỷ. Anh em hãy ghi nhớ câu này: những ai tin ta sẽ lấy danh ta mà trừ quỷ. Tất cả những người nào tin Chúa, tất cả những người nào là con cái Đức Chúa Trời, đều có một cơ hội hợp pháp để sử dụng danh Giê-xu Nazareth mà trừ ma quỷ. Trừ quỷ nghĩa là gì? Trừ quỷ có nghĩa là trừ những
công việc của nó. Công việc của ma quỷ là cướp, giết và hủy diệt. Bất kể một đời sống nào đang tìm thấy những sự đau đớn, đau yếu, bệnh tật, nghèo đói, giới hạn, áp bức, mất ngủ, ác mộng, khó khăn, thì đó chính là công tác cướp, giết, hủy diệt của ma quỷ. Và chúng ta phải mạnh dạn dùng danh của Chúa để trừ khử nó, dùng danh của Chúa để trục xuất nó, dùng danh của Chúa để nói với chính nó: mi Satan, hãy ra khỏi đời sống của ta. Hỡi Satan, người phải bị cột trói trong danh của Chúa Giêsu. Hỡi quỷ đói nghèo, hãy bị cột trói trong danh của Chúa Giêsu. Hỡi quỷ bệnh tật, hãy bị cột trói trong danh của Chúa Giêsu. Hỡi những quỷ ô uế, hãy bị cột trói trong danh của Chúa Giêsu. Hỡi những con quỷ bệnh tật, hãy bị cột trói trong danh của Chúa Giêsu. Đó là cách chúng ta áp dụng danh của Chúa với thẩm quyền và năng lực. Anh chị em có thẩm quyền bởi vì được Chúa ban cho. Anh chị em có năng lực bởi vì có Thánh Linh ở trên anh chị em. Chúng ta không nhận thần của đời này để tiếp tục sống trong sợ hãi đau đớn, nhưng chúng ta nhận Linh của Đức Chúa Trời để sống trong sự mạnh mẽ, yêu thương, dè dữ và tiết độ. Chúng ta nhận Linh của Đức Chúa Trời để có thể có sự giản dị, dùng danh Jesus Christ người Nazareth để trừ tất cả những tà thần, ác thần đời này. Cho nên tôi xin nhắc nhở anh chị em, cuộc chiến chúng ta không phải với thịt và huyết, bèn là với chủ quyền thế lực, với các vua chúa mờ tối này và các thần dự ở các miền ở trên trời. Cho nên anh chị em ạ, những điều này cực kỳ quan trọng để cho chúng ta ghi nhớ rằng phải áp dụng danh của Chúa. Trong Công vụ chương 4 câu 12: chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì bởi dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Được cứu nhờ danh của Chúa. Anh em bị hoạn nạn chắc nhờ danh Chúa: ô Giêsu cứu con, anh em lập tức được cứu. Anh em bị khốn khổ chắc: ô Chúa Giêsu cứu con, lập tức được cứu. Có phải chúng ta được tái sanh khi chúng ta cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu không? Đó là cách chúng ta áp dụng danh của Ngài. Kinh Thánh trong Thi Thiên chép rằng danh của Chúa là một ngọn tháp, những kẻ trông cậy Chúa sẽ chạy vào đó ẩn nấp và được an toàn. Anh chị em ơi, chúng ta có danh của Ngài trên trán của mình, chúng ta có danh của Ngài để rồi ma quỷ nhìn thấy và biết chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, có thẩm quyền và năng lực trong danh của Chúa. Hãy áp dụng danh Chúa để chúng ta được an lành. Hãy áp dụng danh của Chúa để cho đời sống chúng ta nên mạnh mẽ, và không có một ngọn núi nào có thể đứng trước đời sống của chúng ta được. Có một câu chuyện trong Công vụ các sứ đồ rất được khích lệ và áp dụng danh của Ngài trong thời kỳ đầu tiên. Đó là Công vụ chương 3, khi kể về câu chuyện người què bên cổng đền. Tôi rất ấn tượng câu nói của sứ đồ Phi-e-rơ. Tôi xin đọc lại đoạn này cho anh chị em nghe. Trong câu số 6 chương 3: nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi. Nhân danh Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, hãy bước đi. Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy, tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững. Người liền nhảy đứng lên, bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Đây là câu chuyện xảy ra cho người què tại cổng đền, và chính Phi-e-rơ và dân đã mạnh dạn ứng dụng danh của Chúa Giêsu một cách cực kỳ đầy dẫy đức tin và mạnh mẽ, và làm ra những phép lạ lớn lao để cho dân chúng trầm trồ, dân chúng chúc tụng, dân chúng ca ngợi Đức Chúa Trời, và chính người què đã được chữa lành hoàn toàn. Vàng ta không có,
bạc ta không có, nhưng những gì ta có ta cho người. Anh chị em ơi, chúng ta đang có gì? Chúng ta đang có thẩm quyền và năng lực trong danh của Chúa Giêsu Christ để làm cho mình mạnh mẽ và rồi giúp đỡ người khác. Anh chị em thân mến, đó là ba ân điển, ba thứ trong ân điển của Đức Chúa Trời giúp chúng ta nên mạnh mẽ: huyết Chúa, lời Chúa và danh của Chúa. Nếu anh chị em áp dụng nó mỗi ngày, tôi đảm bảo anh chị em là người mạnh mẽ trong Chúa và anh chị em có thể giúp đỡ người khác. Và cuối cùng, tôi nói một chút nữa về ích lợi của một đời sống mạnh mẽ. Một con người mạnh mẽ rất ích lợi vì có thể giúp đỡ người khác, có thể đào tạo người khác. Sứ mạng, đại mạng lệnh của Chúa Giêsu trong Ma-thi-ơ chương 28 không chỉ là rao giảng phúc âm cho muôn dân để tin Ngài, mà còn là môn đồ hóa muôn dân. Cho nên sứ đồ Phao-lô đã dặn Ti-mô-thê rất rõ ràng: những điều con đã học nơi ta, hãy giao truyền lại cho mấy người trung thành, có tài dạy dỗ người khác. Nếu tính cả sứ đồ Phao-lô, chúng ta thấy có bốn thế hệ ở đây: Phao-lô, Ti-mô-thê, những người có tài trung thành và có tài, sau đó là những người được những người đó dạy dỗ. Bốn thế hệ này phải luôn luân chuyển ở trong hội thánh của Chúa, ở trong chức vụ của mọi đầy tớ của Chúa. Luôn luôn có bốn điều, bốn thế hệ này phải được dạy lên. Trong hội thánh Chúa phải có những sứ đồ, phải có những mục sư, những tiên tri, những giáo sư, những thầy giảng tin lành đầy ơn. Rồi phải có những Ti-mô-thê là những người kế tục. Nhưng dưới những Ti-mô-thê đó phải có những người đang được đào tạo, những người trung thành, những người có tài trí, những người có đạo đức. Rồi dưới những người đó phải có một lớp người đang chuẩn bị để được đào tạo, chuẩn bị để được kêu gọi, chuẩn bị để xung vào cái quy trình đào tạo. Như vậy mỗi một hội thánh phải có bốn lớp người như thế này, để hội thánh của Chúa đứng vững trước mọi thời đại, đứng vững trước mọi sóng gió, đứng vững trước mọi biến đổi của cuộc đời này. Anh chị em ơi, nếu chúng ta không mạnh mẽ thì làm sao chúng ta có thể giúp đỡ người khác? Nếu chúng ta không mạnh mẽ thì làm sao chúng ta có thể dạy dỗ người khác? Nếu chúng ta không mạnh mẽ, làm sao chúng ta có thể sống một đời sống làm gương cho người khác? Để hoàn thành lời dạy của Chúa phán qua sứ đồ Phao-lô, làm sao chúng ta có thể dẫn dắt người khác khi chúng ta đang yếu đuối và lầm lạc? Làm sao chúng ta có thể nâng đỡ người khác trong khi chính mình cần sự nâng đỡ? Cho nên chị em à, hãy cậy ân điển mà làm nên mạnh mẽ cho mình. Mỗi ngày hãy áp dụng huyết của Chúa, mỗi ngày hãy áp dụng lời của Chúa, mỗi ngày hãy áp dụng danh của Chúa. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Và giờ này tôi muốn anh chị em hãy đứng dậy từ nơi của mình. Dù anh chị em đang ở nhà hay đang ở một nơi nào đó và đang theo dõi chúng tôi qua bất cứ phương tiện nào, hãy đứng dậy và cầu nguyện cùng với chúng tôi giờ này. Hãy bắt đầu cầu nguyện. Hãy nói với Chúa: lạy Chúa Giêsu, hãy ban cho con ân điển giờ này. Lạy Chúa Giêsu, hãy cho con ân điển giờ này. Anh em hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, hãy kết nối con với Thánh Linh Chúa giờ này, cho con được ngập chìm trong ân điển của Ngài. Lạy Chúa Giêsu, hãy bôi huyết của Ngài trên con giờ này. Lạy Chúa Giêsu, hãy giúp con hiểu lời Ngài. Ôi xin thần thông sáng của Ngài đổ trên con, xin thần mưu luận của Ngài đổ trên con,
để con có khả năng hiểu được lời Ngài, áp dụng được lời Ngài và biến đổi giống Ngài. Anh em hãy cầu nguyện, 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 hãy làm cho mình mạnh mẽ đến trên. Hãy cầu nguyện một cách mạnh mẽ nào, hãy cầu nguyện một cách mạnh mẽ nào, hãy cầu nguyện một cách mạnh mẽ nào, hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện trong danh của Giêsu Christ quyền năng. Nguyện linh hồn anh chị em được trỗi dậy giờ này trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy trỗi dậy và cầu nguyện. Hãy cầu nguyện thật lớn tiếng. Hãy cầu nguyện, ai có tiếng mới hãy cầu nguyện tiếng mới. Ai có tiếng Việt hãy cầu nguyện tiếng Việt. Ai có tiếng mẹ đẻ hãy cầu nguyện tiếng mẹ đẻ. Hỡi tất cả anh chị em đang theo dõi hội thánh nhà muôn dân trên khắp mọi nơi, hãy cầu nguyện mạnh mẽ giờ này. Ô Chúa Giêsu, nguyện ân điển của Ngài đổ trên con. Nguyện ân điển của Ngài đổ trên con. Nguyện ân điển cứu giúp của Ngài đổ trên con. Nguyện sự ban cho của Ngài, sự ban phước của Ngài, sự cung ứng của Ngài, sự cứu giúp của Ngài đổ trên con giờ này. Lạy Chúa Giêsu, con cần ân điển của Ngài, cần ân điển của Ngài. Chúa, hãy để cho những lời này thấm đẫm vào lòng của chúng con. Lạy Chúa, trong danh của Giêsu Christ quyền năng. Oh hallelujah. Con cầu nguyện cho anh em con. Con cầu nguyện cho những người đang theo dõi bằng bất cứ phương tiện nào trên hội thánh nhà môn dân này. Lạy Chúa, hãy đổ ân điển và thần Ngài trên họ. Lạy Chúa, hãy làm cho lời Ngài được nảy nở trong đời sống của họ. Lạy Chúa, hãy làm cho lời Ngài được kết quả trên đời sống của họ. Lạy Chúa, hãy làm cho huyết của Ngài luôn bao phủ họ, rửa sạch tội lỗi của họ giờ này. Con cầu nguyện Chúa ơi, để danh của Ngài luôn có thẩm quyền và năng lực trên mọi miền của họ, trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Cha ơi, hãy ban phước cho những người đang nghe giọng nói này. Hãy ban phước cho những người đang có ảnh hưởng bởi giọng nói này, trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Ta công bố rằng lời và sự sức dầu của Chúa ở trên anh chị em giờ này. Sự sức dầu của Ngài có quyền năng bẻ gãy mọi ách trên đời sống anh chị em giờ này. Anh chị em là người mạnh mẽ, anh chị em là người mạnh mẽ, anh chị em là người được chọn lựa và được sức dầu của Chúa Giêsu Christ quyền năng để làm gương sáng cho Ngài, để tỏa sáng cho Ngài trong thế giới này. Anh em làm muối của đất và ánh sáng cho thế gian này. Anh em hãy công bố cho chính mình, hãy công bố, hãy công bố, hãy công bố, hãy công bố, hãy công bố. Tôi là người mạnh mẽ, hãy công bố. Tôi là người mạnh mẽ, hãy công bố. Tôi là người được sức dầu, hãy công bố. Tôi là người được sức dầu, hãy công bố. Tôi là người có lời của Đức Chúa Trời bên trong, và lời đó kết quả 100 lần hơn trên đời sống của tôi. Anh em hãy công bố, hãy công bố, hãy công bố. Anh em hãy công bố rằng tôi là người đi trong sự sáng, và huyết của con Đức Chúa Trời rửa sạch mọi tội của tôi. Tôi là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Hãy công bố đi anh chị em, hãy công bố đi. Anh chị em nói rằng tôi là người có quyền hợp pháp để sử dụng danh Giêsu Christ người Nazareth, ôi, để bẻ gãy đuổi quỷ và làm hủy bỏ tất cả mọi công việc và kế hoạch của Satan trên đời sống tôi. Anh em hãy công bố, hãy công bố cho chính mình. Cảm ơn Ngài, 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 cảm ơn Ngài. Hãy công bố cho chính mình, thưa anh chị em. Hãy công bố, hãy công bố, hãy công bố ra môi miệng. Hãy lấy đức tin để tiếp nhận những điều đó vào đời sống của mình. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tôi tin là anh chị em được Chúa đồng chạm và được phước ngay chính thời giờ này. Tôi tin là ân điển của Chúa đã ngập tràn trên đời sống anh chị em. Và ngay chính lúc này, anh chị em cảm thấy một luồng sức mạnh trong tâm linh của mình. Anh chị em thấy yêu Chúa hơn. Anh chị em sẵn sàng tặng hiến cho Chúa hơn. Anh chị em sẵn sàng có thể chịu khổ vì danh Chúa hơn. Anh chị em không còn cảm thấy mình mỏi mệt, thối lui sờn lòng nữa. Anh chị em đang được thần Ngài thăm viếng giờ này. Mưa của Thánh Linh ở trên anh chị em giờ này. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.